Chào các cụ nhá, quay cho các cụ em van biển 14D01459 này. Máy 1.0 số tự động. Bên nước ngoài thì dùng để chở hàng. Còn các cụ nào ở Việt Nam lấy về đi thì mình vẫn đi được nhá. Tùy người, tùy mục đích sử dụng. Hàng ghế sau ngả ra này. Sướng nhất là đặc điểm con này nhá. Sướng nhất đặc điểm con này đi uống bia về. Là một người chở là một người làm. Cái xe 205 triệu đi uống bia về say ra hàng ghế sau nằm thoải mái luôn. Rất sướng nhá. Đăng kiểm còn đến tháng 11. Xe con này thì cực chất rồi. Con này cực chất. Máy móc không gầm thì khỏi bàn đi. Số tự động rích rắc. Vô lăng thì được bọc rồi màn hình này. Nói chung là chất xe còn khá ok. Dòng van này thì nói chung là bọn bên nhà em bán về, nhập về bán không có lãi mấy đâu. Nhập về cho nó đủ thôi. Nhưng nó sẽ có hai cái thanh rằng ở đây nhé, là để chống vỡ kính. Thì nhà đã tháo ra rồi. Tháo ra nhìn cho nó đẹp. Hàng ghế sau thì gập lên được thêm một hàng nữa. Nhưng mà sướng nhất là khi uống bia về là nằm ngủ ở đây luôn. Xe 200 triệu. Không có trang bị gì nhiều, chỉ đơn giản là một cái xe thôi. Đến nước ngoài dùng chở đồ Việt Nam tùy người, tùy quan hệ. Có những người người ta vẫn đi 4-5 người chả sao. Đấy là em nói thế, còn các cụ để lại bình luận bên dưới nhá. Hàng zin luôn, toàn chữ Hàn Quốc thôi. Kính kia các thứ zin về mưa cũng lên màu cà rôm này. Cũng đẹp. Xe không có đâm đổ gì cả. Sản xuất 2012, xe không có đâm đổ gì cả nhá. Không có dấu hiệu đâm đổ luôn, đèn đúng các thứ còn đẹp này. Mâm được lên cái mâm này rồi. Còn lồi thêm cái này ra nhìn nó khác xíu thôi. Đây. Đó. Lốp thì thay lại mới hoàn toàn. La Caza. Chả biết lốp hãng nào. Nhưng mà rất thích nhá. Lốp mới cứng 100% nhá. Lốp thay 100% rồi, lốp một mới cứng luôn. Avondi sần sùi khung gầm con này chắc chắn rồi. Hàng nhập khẩu mà chất bao giờ chất xe nó cũng khác. Đèn đóm các thứ đẹp như này cơ mà. Phần đèn gầm nữa. Xe trang bị thêm cam lùi nữa. Tay nắm cửa mạ cửa rôm. Gương thì đơn giản thôi. Chỉnh kính. Keo chỉ thì zin. Số tự động rích rắc này. Không có bệ tì tay gì cả. Đơn giản là đi thôi. Xe để đi thôi. Điều hòa có 200 triệu. Các cụ xem kênh nhớ đăng ký kênh nhá. Bấm vào phần biểu tượng chuông video ra cái các cụ xem được ngay. Thì là xe em về hàng ngày, đi hàng ngày. 205 triệu. Em Kia Morning sản xuất 2012 này nhá. Van. Thì là các cụ nào mà ưng ý hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết nhá, liên hệ vào số điện thoại của Lân Tùng là 0907719111. 205 triệu giá chào bán, các cụ cứ liên hệ. Mặc cả ép giá thoải mái nhá, giá nào cũng bán. Những cái xe này nhà em bán không có lãi, chỉ lấy về gọi là phục vụ bà con mua đủ bán đủ thôi, cho nó đủ thôi. Chứ còn xe này về không có lãi đâu. Nước sơn màu bạc, zin 100%, không có đâm đổ gì cả, xe zin không lỗi luôn, xe zin không lỗi. Mời các cụ qua Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng xem xe nhá. Thì cụ nào ở xa thì bên em nhận hỗ trợ giao xe tận nhà. Các cụ gọi điện cho em đi, xe giao tận nhà ngay. Bao rút hồ sơ đăng ký đăng kiểm toàn quốc luôn. Thì là mua bán cực kỳ nhanh gọn. Ngoài ra em không thu mua xe. Cụ nào có xe thì liên hệ vào số điện thoại của em. Muốn bán thì trao đổi cổ cát lên đời xuống đời gì thì liên hệ cho em nhé. Mua bán cực kỳ nhanh gọn mà trả giá rất là hợp lý. Thuận mua vừa bán nha, người mua người bán đều vui. Rồi quay đây thôi. Kia Morning Van 205 triệu giá chào bán. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, máy xăng 1.0, số tự động, 205 triệu. Các cụ đến Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng xem xe nhá. Cảm ơn các cụ nhá.